Chi bộ khu phố 3 thị trấn Cam Lộ vừa tổ chức diễn đàn vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục quản lý cán bộ đảng viên để ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ. Tại diễn đàn, mỗi cán bộ đảng viên đã nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, nói lên tiếng nói của mình, thể hiện vai trò trách nhiệm trong xây dựng chỉnh đốn đảng, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ, theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua diễn đàn làm cho mỗi cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn những biểu hiện từ diễn biến, từ chuyển hóa trong mỗi cá nhân, tổ chức đảng, từ đó nêu cao vai trò trách nhiệm của chi bộ trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện các giải pháp ngăn chặn đẩy lùi một cách hiệu quả.